Dạ vâng, một câu hỏi mà chúng tôi nghĩ là sẽ có khá nhiều người quan tâm đến vấn đề này đó. Vì kinh doanh rau củ quả không rõ nguồn gốc không... được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo quy định. Vương Đình Huệ đề nghị trong quá trình xây dựng luật phải tách bạch quan hệ đất đai mang tính chất công với quan hệ đất đai mang tính chất tư. Hay đến chào tất cả quý vị nha. Thính giả Trinh Hoa vừa cho biết là 3 tháng 2 về hướng về Lê Đại Hành thì vợ đi, nhiều người nhà quê cũng là thích. Thì làm sao đó mà để vận hành được nếu mà chúng ta quy định ra mà cuối cùng. Hạnh Phúc Máu là phim điện ảnh thể loại tâm lý và kinh dị. Vùng đầu tay với tên gọi Xà Bếp gồm 6 ca khúc. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Vâng, định nghĩa thế nào là gây giá? Ngày càng rất. Bác Tài ơi, cảm ơn anh Lê Kim. Những kỷ niệm về Đà Lạt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị để đảm bảo xuống cấp hoặc... là các chuyên gia, cơ quan chuyên môn có liên quan đến hoạt động định giá đất, đảm bảo tính độc lập với cơ quan có thẩm quyền quyết định.